Xin chào bạn, cháu quay trở lại kênh tôi Bình Tĩnh. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách ẩn hiện cái phím điều hướng này. Các bạn có thể sử dụng cử chỉ hoặc các bạn có thể muốn quay về cái phím điều hướng cổ điển này của con máy Oppo A95 đây nhá. Tôi vào giới thiệu điện thoại đây, A95 nhá. Để thực hiện thì đầu tiên ta sẽ vào cài đặt này, ta sẽ kéo xuống đây, ta chọn vào công cụ tiện lợi. Đây, điều hướng ở trên cùng này. Ở đây thì vuốt hai cạnh này, hoặc vào thêm nữa cử chỉ vuốt lên nhé. Vuốt lên tức là có 3 nút, bạn vuốt lên như này. Đó, hoặc vuốt lên này, vuốt lên, vuốt lên xuống giữ. Đấy, các bạn vào bách ra này. Ví dụ cái cử chỉ vuốt hai cạnh, các bạn có thể, đây, nó hướng dẫn ở đây này. Các bạn vuốt cạnh này. Đấy, cạnh này. Đấy, hoặc các bạn muốn quay về ban đầu thì các bạn điều hướng này vào nút ảo. Ở đây thì các bạn có thể chỉnh nó là ví dụ đa nhiệm này, back home, đa nhiệm này, back home này, hoặc có thể chỉnh lại back home đa nhiệm, cái tùy các bạn quen được. Nó ở chỗ này nhá. Rồi, vừa rồi mình vừa dẫn các bạn là cách ẩn hiện phím điều hướng trên con máy Oppo A95. Chúc các bạn thành công, còn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.